Anh Rồng Việt, thầy ơi cho em hỏi tên Nevamisole, kháng sinh, azidin quá liều thì giải độc như thế nào? Cái Nevamisole thì cái đấy là cái thuốc mà tẩy run sán, mà khi mà tiêm quá liều thì trong trường hợp đấy là không có cái thuốc giải độc đặc hiệu. Vì vậy mà cái biện pháp ở đây chủ yếu là dùng cái thuốc mà để tăng cường sức đề kháng, và đặc biệt truyền dịch và dùng thuốc để tăng cường giải độc của gan thận. Thì về thuốc tăng cường giải độc của gan thận là cho uống như ví dụ như là tiêm urotropin, thứ hai là cho uống cái dung dịch glucocase thảo dược kết hợp với buganic, buganoc hoặc là forentic. Thì đấy là các biện pháp mà nếu mà có điều kiện thì dùng đường gluco 10-20% truyền trực tiếp vào tĩnh mạch, thì nó sẽ làm tăng cái quá trình giải độc cơ thể, và khi các cái dung dịch đó vào thì nó sẽ làm loãng cái nồng độ thuốc ở trong máu, và các cái thuốc đó nó có tác dụng là lợi tiểu rất là tốt và tăng cường giải độc của gan rất là tốt. Vì vậy nó sẽ đào thải thuốc ra ngoài cơ thể. Thì đấy là những cái loại thuốc mà nếu mà với cái liều lượng, thì tất nhiên là với cái liều lượng nhất định mà nó có những cái hiện tượng sốc phản vệ, chứ còn có trường hợp mà nặng tiêm chưa hết thuốc thì con vật chết, thì cái đó nó rất là chịu đó. Cho nên là để khắc phục được hiện tượng đó thì anh cũng như bà con cần lưu ý khi mà sử dụng thuốc là phải đọc kỹ cái chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm là liều lượng như thế nào và tác động vị trí đưa thuốc vào cơ thể ở đâu, cho uống hay tiêm dưới da, tiêm bắp hoặc là tiêm tĩnh mạch.